Hi and welcome back to IELTS in 1 minute. My name is Tu Pham from IPB IELTS. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chủ đề hay trong IELTS in 1 minute này, đó là nâng cấp từ vựng. Và cái từ mà chúng ta học cái nâng cấp hôm nay là một từ rất phổ biến mà các em hay viết hoặc hay nói, đó chính là từ important. Ok. Với cả nghĩa là quan trọng thì chúng ta có rất nhiều từ khác hay hơn to important này rất là nhiều mà chúng ta có thể dùng được trong bài IELTS các em nhé. Thứ nhất đó là từ significant. Significant có nghĩa là quan trọng này, có ý nghĩa này, đáng kể này. So, từ tiếp theo là vital này, essential và indispensable. Những từ này có nghĩa là thiết yếu, không thể thay thế được. Từ tiếp theo nhé. Ok. Nếu bạn nào thích văn hóa hơn một tí, em có thể nói là something is of paramount importance to something else. Từ này có nghĩa là cái gì đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái gì khác. Ok, từ tiếp theo các em có thể nhìn thấy đó là từ to play an important role or important part in something. Cụm từ này, cách diễn đạt này rất là phổ biến nhưng mà cũng rất hữu hiệu là thay vì chúng ta dùng chữ important mà chỉ dùng từ đó thôi. Và từ cuối cùng thì muốn giới thiệu với các em đó là từ to be the cornerstone of something, tức là đóng vai trò trụ cột trong cái gì đó. Và thường thường là trụ cột thì không thể thay thế được mà đúng không các em? Ok, hôm nay thầy đã cho các em rất là nhiều cách khác nhau để nâng cấp từ important. Và hy vọng là các em khi vào viết vào trong bài hoặc là nói trong bài IELTS của mình thì các em sẽ nghĩ tới những từ này thay vì nghĩ tới từ important trước tiên. Chúc em thi tốt và đạt điểm cao và hẹn gặp lại các em trong clip IELTS in 1 minute sắp tới.